chiều nhiều hơi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ, đường thanh thang bạn thân kéo nhau về. Bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xưa rồi, giờ đây khác ngày nào xưa rồi, chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi.
thầy cô giáo, các cựu học sinh về tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường và đón nhận huân chương lao động hạng 3 trường trung học cơ sở Trực Thái. Thay mặt cho đội văn nghệ nhà trường, xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô và các cựu học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây là chương trình văn nghệ chào mừng. Qua phố qua làng ngọn đèn sáng rực lòng ta đó, lời mẹ nói ấm lành ngọn gió đàn em vui giữ gìn mái trường. Ta đi đường giờ bóng hàng thương đất bom đào đã lên màu cỏ mới, như dòng sông chờ nặng khô xa, như bài hát không lời để suốt đời bên trang giao an. Như cánh buồm chờ đầy khát vọng, như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng, thầy lặng thầm nhìn học sinh thân yêu. Ơi quê ta dầm thương dại nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mãi siêu, kìa giang ai như trường phổ thông cấp 2 Trực Thái chỉ có trên 100 học sinh với 6 giáo viên, nhân viên. Trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, cơ sở vật chất vô cùng khó khăn thiếu thốn. Trải qua các thời kỳ, trường đã mang tên trường phổ thông cấp 2 Trực Thái, trường cấp 2 Trực Thái, trường phổ thông cơ sở Trực Thái và trường trung học cơ sở Trực Thái. Xin kính mời đồng chí Bùi Đức Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Trực Ninh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước nên trao huân chương lao động hạng 3 cho trường trung học cơ sở Trực Thái. Thank you.
cảm ơn. Thực hiện mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nêu cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, xây dựng và bảo vệ cảnh quan trường học, rèn luyện phẩm chất để các thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng cho học sinh và trong đời sống. Khóa 1990-1994 tặng hoa và quà trị giá 18 triệu đồng. Khóa lớp 9A khóa học 2002-2006 tặng hoa và quà trị giá 6 triệu đồng. Khóa 2006-2010 tặng hoa và quà. Khóa 2009-2013 tặng hoa và quà trị giá 6 triệu đồng. Trong suốt 22 năm làm quản lý, trong đó 21 năm làm hiệu trưởng và bí thư chi bộ, tôi đã mang hết tâm huyết, trí tuệ, sức lực cùng tập thể hội đồng sư phạm nhà trường xây dựng trường từ một đơn vị trung bình của huyện Hải Hậu, chỉ sau một năm trở thành trường tiên tiến, và liên tục sau 20 năm tiếp theo, trường đạt trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước, thời gian qua, xã Trực Thái đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục đào tạo. Là những người học sinh cũ của trường, tuy công tác ở xa, chúng tôi luôn theo dõi và luôn tự hào về thành tích của nhà trường, về chất lượng đào tạo của nhà trường. Hàng ngày, hàng năm, càng có nhiều thầy cô dạy giỏi, nhiều học trò chăm ngoan. Kết quả này là niềm vinh dự, tự hào của địa phương, đồng thời cũng khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, các ban ngành đoàn thể của huyện và đảng bộ, chính quyền, cán bộ và nhân dân địa phương. Sự đóng góp sức người, sức của, sự quan tâm của con em quê hương đang sinh sống và công tác trên mọi miền của Tổ quốc. Buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường và đón nhận huân chương lao động hạng 3 đến đây đã hoàn thành nội dung chương trình. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh. Sau đây xin kính mời các vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo dự tiệc chúc mừng cùng nhà trường và địa phương. Xin trân trọng kính mời và xin trân trọng cảm ơn.
đơn sơ, chiếc cầu tre nhỏ bé nghiêng nghiêng một cành khế, ôi giếng nước quê hương, ôi giếng nước thân thương, nước gương trong xanh mát, bao năm rồi xa cách đồng mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn ở lại, riêng vẫn trong xanh mãi như tình tôi người ơi. Chiều nay riêng bên tôi thầm thì bao kỷ niệm, cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoa.